Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 26 tháng 7 năm 2023, những ngày qua giá heo đang ở mức khá cao nên bà con chăn nuôi xuất bán heo ra thị trường nhiều, nên lượng heo hiện nay đang ít dần, điều này gây ảnh hưởng đến việc thiếu nguồn cung sẽ đẩy giá tăng cao hơn. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận, hiện nay tại miền Bắc mức giá heo hơi giao dịch phổ biến giao động từ 60.000 đồng trột kg và cao nhất là 64.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, quanh mức 60.000 đến 63.000 đồng kg, mức giá 64.000 đồng một kg vẫn ít. Các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, giá heo cắt tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, từ 60.000 đến 62.000 đồng một kg, vẫn có mức giá 58.000 đến 59.000 đồng một kg. Các tỉnh miền núi Tây Bắc, giá heo từ 63.000 đến 64.000 đồng một kg. Trong đó, Hòa Bình 60.000 đến 64.000 đồng kg. Sơn La, Lai Châu, Điện Biên giao động trong khoảng 62.000 đến 64.000 đồng/ruột kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai 60.000 đến 64.000 đồng/1 kg, Quảng Ninh 62.000 đến 64.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi tại miền Trung Tây Nguyên và miền Nam giữ ở mức 58.000 đến 60.000 đồng/ruột kg. Giá heo tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An với khoảng giá 58.000 đến 62.000 đồng một kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 60.000 đến 61.000 đồng trên kg. Tại Nam Trung Bộ, giá heo từ 57.000 đến 61.000 đồng một kg. Trong đó Quảng Nam, Đà Nẵng từ 58.000 đến 63.000 đồng một kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa 57.000 đến 61.000 đồng một kg. Bình Định 56.000 đến 61.000 đồng một kg. Bình Thuận từ 57.000 đến 62.000 đồng chuột kg. Giá heo tại Tây Nguyên từ 57.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Nhiều địa phương trong vùng giá heo vẫn dưới 60.000 đồng chuột kg. Đắk Lắk, Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông từ 57.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng 57.000 đến 62.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo hơi tại thị trường miền Nam quanh mức 57.00 đến 60.000 đồng 1 kg. Trong đó, các tỉnh Đông Nam Bộ, giá heo hơi dao động từ 58.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu giá heo từ 58.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh 58.000 đến 60.000 đồng một kg. Bình Dương, Bình Phước trong khoảng 58.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo hơi dao động từ 57.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Trong đó, Tiền Giang, Long An khoảng 57.000 đến 59.000 đồng một kg, ta. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Long An từ 57.000 đến 59.000 đồng một kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 57.000 đến 59.000 đồng một kg. Ông Nguyễn Công Bắc, Giám đốc công ty chăn nuôi Lộc Phát cho biết, giá heo hơi vừa tăng lên 65.000 đồng một kg chưa được bao lâu thì hơn một tuần nay đã giảm về mốc 60.000 đến 61.000 đồng một kg. Cũng may dịp vừa qua tôi xuất bán được 1.000 con heo với giá 64.000 đồng 1 kg. Theo ông Bắc, những ngày gần đây, ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi, nhiều trang trại bán chạy heo vì sợ dịch. Cùng với đó, có thông tin heo nhập lậu đổ về nước ta đẩy nguồn cung trên thị trường tăng mạnh, giá lại quay đầu giảm vì nhu cầu vẫn chưa tăng cao. Với mức giá như hiện tại, người chăn nuôi vẫn có lãi nhưng không được như kỳ vọng, ông cho hay. Ông Hoàng Văn Trung, chủ trang trại chăn nuôi heo ở Sơn Dương Tuyên Quang, cũng than thở, khi giá tăng lên 65.000 đến 67.000 đồng kg, các hộ chăn nuôi chưa có nhiều hao bán. Mức giá này neo chưa lâu thì gần một tuần nay mỗi ngày giảm mất một giá 1.000 đồng một kg. Hiện giá heo hơi xuất chuồng xuống còn 60.000 đến 62.000 đồng một kg. Theo ông Trung, người chăn nuôi nếu giữ được đầu con không bị hao hụt thì có lãi nhẹ, còn không chỉ hòa vốn. Vắc-xin dịch tả heo châu Phi được phép sử dụng rộng rãi trên cả nước. Ngày 24 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi. Để chủ động phòng, chống bệnh và sử dụng vaccine P an toàn, hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các cấp của địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các văn bản. Các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, công ty cổ phần thuốc thú y trung ương NAVETCO và công ty cổ phần AVAC Việt Nam trong việc triển khai sử dụng vaccine phòng bệnh theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Đối với công ty cổ phần thuốc thú y trung ương NAVETCO và công ty cổ phần AVAC Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng vaccine theo nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu lực theo đúng quy định. Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhận định thị trường hiện nay đang vào thấp điểm, không phải dịp lễ Tết, thậm chí là sắp bước vào giai đoạn ăn chay của một bộ phận người tiêu dùng. Sức mua ở các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh cũng vào khoảng 4.000 đến 5.000 con ngày, không có sự thay đổi đột biến. Do đó nguyên nhân tăng giá heo hơi là do dịch tả heo châu Phi xảy ra ở một số nơi, làm hao hụt cục bộ sản lượng. Bên cạnh đó, sản lượng đàn heo đông hộ cũng giảm đàn heo quy mô công nghiệp của các doanh nghiệp có vốn trong nước và ngoài nước chiếm tỷ lệ lớn, nên họ cũng có thể chủ động tăng giá để cắt lỗ. Tổng đàn tăng, nhưng xét về tỷ lệ thì chăn nuôi nông hộ đang ngày càng sụt giảm. Theo Cục Chăn nuôi, do giá nguyên liệu đầu vào thức ăn chăn nuôi, các chi phí khác tăng cao trong thời gian dài và giá xuất bán sản phẩm đầu ra không ổn định, lợi nhuận của người chăn nuôi bị giảm mạnh, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không thể bù lỗ nên đã phải dừng nuôi. Trong khi đó, Khu vực doanh nghiệp và chuỗi liên kết sản xuất lại có xu hướng mở rộng sản xuất khi giá sản phẩm đầu gia tăng. Lãnh đạo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai ước tính đàn heo quy mô nông hộ chỉ còn chiếm từ 20 đến 30% so với quy mô doanh nghiệp. Phó Tổng Giám đốc Công ty Chăn nuôi C, P Việt Nam, cho biết năm trước giá heo hơi cũng tăng cao vào thời điểm này. Khi đó là do thị trường Trung Quốc khan hiếm, hút hàng, giá tăng cao kéo theo một lượng thịt heo Việt Nam xuất sang bên giới. Nhưng hiện nay, giá heo Trung Quốc đang ở mức rất thấp chênh lệch khá nhiều so với giá heo Việt Nam. Vì vậy hiện tượng tăng giá hiện nay là do dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là ở các vùng phía Bắc dẫn đến thiếu hụt cục bộ. Giá heo hơi trong nước đang cao hơn so với các nước xung quanh khiến việc tuần lậu heo sống vào Việt Nam có thể xảy ra. Thông thường giá heo hơi ở Trung Quốc cao hơn Việt Nam từ 20.000 đến 25.000 đồng ruột kg. Tuy nhiên, giá heo hơi của nước này hiện xuống mức thấp, trung bình đạt 14 đến 15 nhân dân tệ kg, tương ứng khoảng 49.000 đến 50.000 đồng ruột kg. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi cho rằng, việc giá heo hơi của Trung Quốc, Campuchia đang ở mức thấp, tiêu thụ kém là nguyên nhân thúc đẩy nguồn heo nhập tiểu mạch vào nước ta. Theo ông Dương, hơn 2 năm qua, giá heo hơi giảm sâu đã khiến người dân lỗ nặng, bỏ chuồng. Giá heo hơi vừa tăng trở lại là cơ hội để người chăn nuôi tái đàn, hồi phục. Để duy trì mức giá tốt cho người chăn nuôi, các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt hoạt động nhập lậu heo từ biên giới, nhất là từ khu vực biên giới với Trung Quốc nếu không giá heo hơi trong nước sẽ đi xuống và người chăn nuôi tiếp tục thua lỗ, điệp khúc bỏ chuồng sẽ tiếp diễn. Từ quý 2 năm 2023, giá heo hơi tăng và dự báo thị trường sẽ ngày càng khởi sắc khi nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng trở lại trong bối cảnh ngành du lịch, dịch vụ tiếp đà hồi phục. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu dự báo, với nguồn cung như hiện nay, 6 tháng cuối năm sẽ bảo đảm cung ứng cho nhu cầu của thị trường, giá cả cũng tiếp tục khởi sắc. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi vẫn xác định sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh trên đàn vật nuôi còn diễn biến phức tạp, tiêm mẩn nguy cơ bùng phát, chi phí sản xuất biến động khó lường. Việt Nam sẽ càng gia tăng áp lực về thị trường cho các sản phẩm chăn nuôi trong nước. Ở thời điểm nguồn cung thiếu hụt, giá hao hơi bước vào chu kỳ tăng, những người trụ lại cuối cùng trong cuộc chơi này sẽ hưởng lợi. Đặc biệt khi giá nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi đang có xu hướng hạ nhiệt, điều này càng củng cố biên lợi nhuận cho những doanh nghiệp chăn nuôi theo chuỗi. So với tháng 7 năm 2022, giai đoạn đỉnh của giá heo, mức giá hiện nay vẫn thấp hơn khoảng 5%. Tuy nhiên, các chuyên gia doanh nghiệp cho rằng chu kỳ tăng giá của thị trường heo nửa năm 2023 sẽ bền vững và ổn định hơn so với năm 2022. Giá heo hơi đang tăng mạnh và sẽ tăng tiếp đến hết năm nay, thậm chí đến quý 1 năm 2024, giá vẫn rất tốt. Đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, kinh doanh, nông dân có động lực tái đàn sau thời gian dài thua lỗ. Chủ tịch BAF dự báo trong vài tháng tới, giá heo sẽ nằm quanh mức đỉnh 70.000 đồng một kg sau đó đi ngang. Nếu tình hình tái đàn khả quan, sớm có thể quý tư năm 2023 hoặc quý 1 năm 2024 giá heo sẽ đảo chiều, song vẫn ở quanh mức 60.000 đồng một kg. Còn theo quan điểm của ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên phó cục trưởng cục chăn nuôi, giá heo hơi lên đến 70.000 đồng một kg cũng là điều hợp lý bởi tổng đàn hiện khoảng 26 triệu con theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê. 70.000 đồng một kg heo hơi cũng là mức giá khá cao, tạo áp lực cho người tiêu dùng. Tuy nhiên cũng phải mức giá đó mới có thể kéo thị trường heo lên sau một năm ảm đạm, ông Nguyễn Văn Trọng nói. Giá thức ăn chăn nuôi có xu hướng giảm nhẹ. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, hiện giá thức ăn chăn nuôi giảm 400 đồng một kg khoảng 3%. Mặc dù không tăng nhiều so với trước đó nhưng giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thế giới đang hạ nhiệt, giá cước vận chuyển về Việt Nam cũng giảm gần về mức cũ trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19. Theo một số chủ trang trại chăn nuôi heo ở Cẩm Giàng, Ninh Giang, Kim Thành, hiện giá heo hơi đã tăng mạnh, ra động 63.000 đến 65.000 đồng trên kg. Đây được xem là mức giá cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Với mức giá này, người chăn nuôi đã có lãi. Nguyên nhân do những tháng đầu năm, giá heo xuống thấp, người nuôi lỗ nặng nên giảm đàn hoặc thu hẹp quy mô chăn nuôi. Ngoài ra, sức mua thịt heo trên thị trường đang dần cải thiện. Theo chu kỳ, giá heo hơi thường tăng cao trong quý 3 bốn nên dự báo giá heo hơi tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc tăng nhẹ trong thời gian tới giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới trong khi đó các thương lái cho biết tại thời điểm này giá heo tăng nhưng nhiều trang trại không còn heo để bán chợ đầu mối heo hơi có khi cháy hàng vậy nên sau thời gian dài để chống chuồng giảm đàn do thua lỗ nay thị trường heo hơi khôi phục giá tăng cao chăn nuôi có lãi nên người dân tích cực tái đàn đẩy giá heo giống tăng theo Đại diện cục chăn nuôi cho biết hiện giá heo hơi đang trong đà tăng, các trang trại chăn nuôi đang vào đàn để phục vụ dịp Tết, thời gian nuôi sẽ mất khoảng 5 đến 6 tháng. Thời điểm cuối năm số lượng đàn heo sẽ tăng lên nhằm phục vụ cho thời gian cao điểm. Khi đó, giá heo hơi sẽ ổn định hơn. Hiện nay đang là giai đoạn giao thời nên giá heo hơi biến động mạnh. Hiện tại giá thành heo của các doanh nghiệp chăn nuôi theo chuỗi khép kín là khoảng 54.000 đến 55.000 đồng một kg còn hộ nhỏ lẻ khoảng 60.000 đồng ruột kg. Như vậy với mức giá trên các hộ chăn nuôi và doanh nghiệp đều đã có lãi. Giá heo hơi đã tăng đáng kể so với những tháng đầu năm nay nhưng vẫn còn thấp so với các năm trước, nhất là so với năm 2021, khi ấy giá heo hơi có nhiều thời điểm lên đến 80.000 đến 85.000 đồng một kg. Trong năm vừa qua, giá heo cũng từng đạt được mức giá khá cao, với từ 65.000 đến 70.000 đồng một kg vào hồi tháng 7 năm 2022. Do vậy, người chăn nuôi heo kỳ vọng tới đây giá heo hơi tiếp khởi sắc đồng thời giá thức ăn và các chi phí đầu vào phục vụ chăn nuôi heo được kéo giảm mạnh trở lại giá heo bật tăng sau thời gian dài giảm mạnh người chăn nuôi rất phấn khởi thế nhưng nhiều người vẫn còn lo lắng chưa mạnh dạn tái đàn một phần vì theo nhiều hộ chăn nuôi có kinh nghiệm chia sẻ việc giá heo tăng nóng thường không kéo dài mặt khác hiện đang bước vào cao điểm mùa mưa tình hình dịch bệnh trên đàn heo thường diễn biến phức tạp khó lường nên cũng không vội tái đàn bên cạnh đó giá thức ăn chăn nuôi vẫn còn ở mức cao nguy cơ dịch tả heo châu Phi quay lại là rất lớn. Chính vì vậy, nhiều hộ vẫn thận trọng với việc tái đàn. Ông Nguyễn Thành Đức, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Hậu Giang cho biết, theo thống kê đến hết tháng 6 năm 2023, tổng đàn heo của tỉnh trên 194.000 con, đạt 65% so với kế hoạch kế hoạch năm 2023 là trên 295.000 con. Theo ông Đức, đàn heo của tỉnh tăng trưởng chậm do thời gian qua giá thức ăn chăn nuôi, vật tư đầu vào phục vụ cho chăn nuôi tăng cao. Ngược lại giá heo hơi lại giảm sâu, có thời điểm xuống dưới giá thành chỉ ở mức 52.000 đến 55.000 đồng/kg heo hơi, nên hoạt động chăn nuôi gặp không ít khó khăn, kể cả việc tái tăng đàn cũng rất thận trọng đối với người chăn nuôi. Người chăn nuôi bị thua lỗ, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã treo chuồng hoặc chuyển đổi ngành nghề. Bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn là mối nguy hiểm tiềm ẩn, bệnh rất khó khống chế, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi, trong khi đây là đối tượng chính để phát triển kinh tế chăn nuôi. Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, Nguyên nhân khiến giá heo tăng mạnh trở lại là những tháng đầu năm giá heo xuống thấp, người nuôi lỗ nặng nên giảm đàn hoặc phải thu hẹp quy mô chăn nuôi, do đó nguồn cung có xu hướng giảm. Ngoài ra, nửa đầu năm đến nay, dịch bệnh hoành hành khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bị ảnh hưởng. Sức mua thịt heo trên thị trường đang dần cải thiện cũng là nguyên nhân giúp giá heo bật tăng nhanh. Nhu cầu mua thịt heo chế biến cho các loại sản phẩm thực phẩm cho mùa lễ hội đang dần cải thiện. Mức giá heo hơi hiện nay bình quân trên dưới 64.000 đồng một kg đã mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi ở mức 10% và mức này tương đối phù hợp. So với các năm trước, với tình hình đàn heo nông hộ giảm sút như hiện nay thì các doanh nghiệp lớn sẽ dễ bể thao túng giá. Nhưng hiện nay nhu cầu tiêu thụ đang thấp, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn nên giá thịt heo khó có thể tăng cao hơn nữa. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 26 tháng 7 năm 2023 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo